Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tôi quyết định là nó là con của tôi, mà tôi sanh đẻ nó thiệt tình, mà tôi đâu có giả dối gì. Bây giờ tôi gặp ba nó, tôi không có quen với ai hết trơn á. Thì tôi gặp ổng, thấy ổng về nước, tôi không có... Kính chào tất cả quý vị khán giả. Chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của anh ca sĩ Randy, cùng với một cái thông tin mới, đó là bà mẹ Úc ở Trà Vinh. Phương Văn xin phép đính chính lại một tí xíu. Phương Văn nói nhầm là quê bà Úc ở Sóc Trăng, người dân tộc Khmer, nhưng mà thực tế là bà ở Trà Vinh. Và nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc tại sao là quê bà ở miền Tây, ở Trà Vinh, mà anh Randy á, là giấy khai sinh cũng như là cho ở tại Đà Nẵng, thì hai cái dữ liệu này nó không trùng khớp nhau. Kính thưa quý vị khán giả, theo chia sẻ của bà Tư, là cái nhân chứng mà đưa mẹ Úc đi sinh em bé người da màu đó, thì bà có chia sẻ như thế này. Thì lúc đó là bà Tư chở mẹ Úc đi sinh em bé, nhưng mà chưa tới bệnh viện nữa thì sinh lọt ở tại góc nhà thờ. Và sau một tháng thì mẹ Úc vì hoàn cảnh quá khó khăn, tại vì một nách sách hai con thì không thể được, mà trong cái thời chiến tranh. Mày thấy cái nét giống mà thấy có sao mà tự nhiên thấy cái linh tính là nghi liền vậy đó. Và lúc đó thì bà mẹ Úc cũng có một người con là 3 tuổi. Thì sau đó là khi quen anh chàng lính Mỹ, thời điểm đó thì lúc mẹ cũng không có chồng, vì bà chia sẻ là chồng đã mất. Thì lúc đó là mang bụng bầu em bé người da màu tới đi sinh ra, thì lúc đó là bà Tư là nhân chứng đưa đi sinh. Nhưng mà quý vị khán giả biết, theo mẹ Úc chia sẻ là quá khó khăn, cho nên là đành đứt ruột bỏ con cho ở trong nhà thờ. Và một tháng sau thì quay trở lại đó đi thăm, có đi thăm nhiều lần, thì những người ở trong nhà thờ đó, các sư thì nói là cho đi chỗ khác rồi, cho nên là ở đây cũng có khả năng xảy ra là cho đi rồi lưu lạc từ cái nơi này tới nơi khác. Cho nên là cái việc mà tại sao bà ở Trà Vinh mà anh Randy sinh ra cho ở Đà Nẵng. Biết cái hồi mà lúc sanh vậy thôi, rồi thời gian sau gần một tháng, bà khó khăn quá, bà gửi cho bà sư. Từ đó rồi sau cũng hỏi thăm bà, nói không còn biết tin nữa, cũng như là ta đổi đi chỗ khác rồi, bà sư chuyển đi chỗ khác rồi chứ không còn nằm ở đó nữa. Thì đó cũng là một cái câu hỏi mà khán giả phân tích cũng rất là hay, là hai cái dữ liệu này nó không có trùng khớp. Tuy nhiên thì căn cứ lại cái câu chuyện của bà Tư kể, thì có khả năng là lưu lạc em bé người da màu đó lúc đó lưu lạc. Nhưng mà Phương Văn xin phép phân tích chỗ này để cho quý vị khán giả có cái cơ sở dữ liệu, là khi mẹ Úc sinh ra thì mẹ Úc cũng đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Và bà Tư bà cũng hay chọc mẹ Úc, bà nói trời con đen thui mà đặt cái tên đẹp quá. Đó là lời chia sẻ của bà Tư. Dạ, Trần Quốc Tuấn mà đen thui à? Đen thui. Tên thì có tên thiệt chứ mà đen thui à? Dạ. Cũng biết mặt, cũng ra vô cũng từng thấy mặt thường lắm. Dạ, cũng từng thấy mặt thường. Nhưng mà một người thì Mỹ, người thì Việt Nam, nói ứ á chút đỉnh gì thôi, cười ra dấu cười không à, chứ không có ấy không. Thì khi mà sinh ra thì chính xác cũng năm 1971 luôn. Và lúc đó thì ông Chem là cái người bạn trai của bà Úc đó, sau khi quen khoảng 4-5 tháng thì phát hiện là có bầu. Và cái thời điểm đó thì ông Chem, người lính Mỹ, lúc đó lại rút quân về nước. Và từ đó tới sau thì không có liên lạc được. Theo bà Úc cũng như là bà Tư chia sẻ, thì lúc đó người con gái Việt Nam khi quen anh chàng lính Mỹ á, là
chỉ biết nói vài câu tiếng Bồi thôi chứ không có nói được lưu loát, cũng như là về giao tiếp chỉ qua những cái hành động. Thì theo bà Út kể, mỗi lần như vậy ông Trang ổng thường là tới lui cái chỗ mà bà Út ở cùng với một người bạn đó, rồi rủ đi chợ. Bà Út nói mỗi lần rủ đi chợ thì cũng như là cho tiền, rồi cho lần trăm đô vậy đó. Thì theo mẹ Út chia sẻ thì họ cũng có cái tình cảm sâu nặng qua lại, và cũng như là đưa đi bạn gái đi chơi chỗ này chỗ kia. Và bà Út chia sẻ thì cũng có đi chơi chỗ này chỗ kia với ông Chen. Thì có một khán giả khác cũng đặt cái câu hỏi, bây giờ nói anh Randy về tìm bên nội xem, hỏi coi có ai là tên Chen hay không. Thực sự ra mà nói, không biết khi mà đi ở chiến trường Việt Nam đó, thì cái người lính Mỹ đó nói tên Chen mà không biết họ có đổi tên gì không thì không biết. Thì chắc có lẽ là cái thời gian mà để quay trở lại hỏi này kia nọ, là cái thông tin thì nó dài dòng quá, cho nên là trực tiếp sẽ lấy mẫu xét nghiệm và gửi đi xét nghiệm thì cái điều đó là chính xác nhất. Và ở đây chúng ta cũng có một cái cơ sở dữ liệu để khẳng định điều đó, là có sinh ra một người em bé da màu, cũng như mẹ Út đã chia sẻ. Như vậy thì chúng ta thấy là đây là một cái cơ sở mà chúng ta biết được là một người phụ nữ có quen và một người lính Mỹ và sinh ra em bé da màu, và có nhân chứng đưa đi sinh, đó là mẹ bà Tư đưa mẹ Út đi sinh. Như vậy thì rõ ràng cái tên Trần Quốc Tuấn đặt tên như vậy. Thì quý vị khán giả cũng còn nhớ là trong những lần mà anh ca sĩ Randy chia sẻ, có nhiều người thắc mắc tại sao có nhiều bà mẹ sinh con ra mà đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Thì anh Randy ảnh nói trong cô nhi viện ở Đà Nẵng đó, có nhiều người tên Trần Quốc Tuấn lắm, em bé tên Trần Quốc Tuấn. Và anh cũng có giải thích, anh nói là ủa sao mà có nhiều người em bé tên Trần Quốc Tuấn như vậy, và cũng có thể là trùng năm sinh luôn. Trần Quốc Tuấn sinh năm 1971 và có thể sinh năm khác nữa nhưng mà cũng tên Trần Quốc Tuấn. Thì có lần Phương Văn cũng có nghe anh Randy chia sẻ về vấn đề này, nói là hầu như các bà mẹ muốn đặt tên con tên Trần Quốc Tuấn là cái tên hay, vừa mong muốn cho con khôi ngô tuấn tú rồi mọi điều tốt đẹp, cho nên là nhiều bà mẹ đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Chính vì vậy khi em bé da màu sinh ra là trùng một số tên, một số người trùng tên thì cứ Trần Quốc Tuấn như vậy đó. Có thể là lấy họ mẹ, cũng có thể là lúc sinh ra rồi đặt như vậy thôi, cũng không lấy họ mẹ và cũng không lấy họ cha. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái sự trùng khớp là sinh năm 1971 đi, rồi tên Trần Quốc Tuấn nè, rồi mẹ Út có sinh một em bé da màu. Như vậy ba cái cơ sở dữ liệu đó thì đủ cho chúng ta thấy là đây là một cái niềm tin mà kết quả cuối cùng sẽ tiến hành đi xét nghiệm. Và mẹ Út cũng có chia sẻ thêm, khi mà bỏ con đó là đứt ruột lắm, vì hoàn cảnh quá khó khăn, cho nên là sau khi mà chia tay ông Chen rồi đó, cho tới bây giờ là mẹ Út 79 tuổi thì mẹ Út cũng không có quen ai khác và cũng không có lấy chồng. Và các anh em YouTuber thì chọc ghẹo mẹ Út còn đẹp gái như vậy, và sao mà từ thời còn trẻ cho tới bây giờ mà không lấy chồng. Thì bà Út đấy cũng có nhiều người chọc ghẹo, cũng có nhiều người để ý, nhưng mà cuộc sống khó khăn khổ quá, lấy chồng lần đầu thì chồng cũng mất, và lấy người thứ hai thì trong cái thời khắc lịch sử đó là ông James ông cũng về nước, và ông có để lại một tấm hình nhưng mà sau này thì bị thất lạc rồi bị mất đi đó, cho nên là không còn nữa. Bà Út cũng chia sẻ thêm chi tiết này, khi mà bà Út giữ lại tấm hình á, sau này con của bà Út lớn lên á thì không hài lòng với cái tấm hình đó, cho nên là dọn nhà cửa rồi đốt rồi bỏ đi mất cái tấm hình đó. Như vậy thì nếu như phải vậy, còn cái tấm hình thì cái điều đó phải quá may mắn. Nhưng mà không may là bây giờ những cái gì liên quan tới ông Chen thì không còn nữa, cho nên bây giờ là không có xác định được
như thế nào và bà Út bà cũng không diễn tả được. Biết diễn tả là đó là một người lính Mỹ da màu mà thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, sẽ đi lấy mẫu xét nghiệm ADN, lấy mẫu tóc, lấy mẫu cắt móng tay. Như vậy thì bây giờ mẹ Út lấy trực tiếp, cho nên là khi xét nghiệm mẫu người mẹ với người con á, thì cái kết quả từ là 4-5 ngày cho tới 10 ngày sẽ có kết quả. Còn nếu như mà trước đây quý vị khán giả cũng đã từng theo dõi là lấy mẫu của mẹ Vi nè, rồi mẹ Phượng nè, rồi chỗ anh Hùng nè, rồi một anh trai ở Mỹ nè đó, thì tất cả những cái dữ liệu đó là lấy mẫu, nhưng mà nó có thời gian nhanh hay là chậm là do gửi từ bên nước ngoài về hoặc là gửi từ đâu đó thì mẹ không còn. Cho nên cái việc là xét nghiệm anh em, cô bác, chú gì đó thì cái thời gian xét nghiệm nó lâu hơn và nó phức tạp hơn. Và ở mẹ Út thì điều rất là may mắn là xét nghiệm trực tiếp giữa mẹ và con. Cho nên cái kết quả chính xác là tuyệt đối. Và anh Rani biết đâu được đây là một cái điều may mắn mà sau khi hành trình tìm kiếm mẹ mấy mươi năm trời mà bây giờ còn sót lại một cái thông tin rất là quý, rất là hữu ích, một nhân chứng đưa đi sinh, rồi mẹ cũng còn minh mẫn kể lại câu chuyện hết từ đầu tới cuối. Như vậy rõ ràng nếu như cái điều may mắn đến với anh ca sĩ Randy cũng như là mẹ Út thì đây là cái niềm vui vỡ òa sau mấy mươi năm mà anh Randy đã tích cực lặn lội tìm kiếm, cũng như là tất cả anh em YouTube hỗ trợ về thông tin. Vì quý vị khán giả biết là nói là trước đây tại sao anh Randy không đi lên tìm kiếm thông tin ở trên đài truyền hình, và anh cũng có chia sẻ là anh cũng có tham gia 4 lần trong cái chương trình là chưa hề cuộc chia ly gì đó, nhưng mà 4 lần đều thất bại vì không có ai là trùng khớp. Và sau đó thì YouTube đã phát triển trên cộng đồng mạng cả thế giới, thành ra mỗi lần video ra chỉ cần một phút thôi là tất cả những người trên thế giới, nếu ai theo dõi câu chuyện cũng như là những cái video đó đều xem được hết. Cho nên là nhờ anh em YouTube cũng như là tất cả những cộng đồng xem rồi chia sẻ, rồi bà con đâu đó người ta biết được gọi về. Và gần đây thì một số anh em YouTube cũng như là Phương Văn cũng đã tìm kiếm người thân cho một số người. Tuy nhiên cái thông tin thì nó cũng quá mờ mịt, chưa có tìm ra được. Và quý vị khán giả nếu ai có nhu cầu tìm người thân cũng như là muốn làm từ thiện về một hoàn cảnh nào đó, thì trong kênh Phương Văn ngoài chia sẻ phần tin tức, Phương Văn cũng làm cầu nối để tìm kiếm người thân cho quý vị khán giả, cũng như là làm cầu nối để kết nối yêu thương với Mạnh Thường Quân, với một nhân vật đặc biệt nào đó. Thì Phương Văn trong kênh mình có những cái mục làm từ thiện cho tất cả Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ hoàn cảnh nào đó. Khi Phương Văn quay và Mạnh Thường Quân theo dõi thì họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Một lần nữa thì Phương Văn xin cảm ơn tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân, tất cả quý bà con xa gần đã đăng ký và theo dõi kênh Phương Văn. Bên cạnh đó thì Phương Văn cũng có cái kênh thứ hai, đó là kênh chia sẻ cuộc sống đời thường. Ngoài tin tức ra thì Phương Văn cũng có một số cái video giới thiệu về làm đẹp cho chị em phụ nữ. Kính thưa quý vị khán giả, ai cũng chờ đợi và mong cái kết quả cuối cùng để cho người trong cuộc, mẹ Út và bà Tư cũng như là anh Randy, họ sẽ sớm nhận được cái kết quả. Trong video sau thì Phương Văn sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả về hình ảnh cũng như là những người ở hàng xóm láng giềng người ta chia sẻ như thế nào, họ mong ước ra làm sao đối với bà Út. Ở Trà Vinh thì cái khu vực đó ai cũng biết là mẹ Út trước đây có sinh ra người em bé da màu như vậy. Lâu lâu thì nhiều người cũng hỏi, hỏi bà Út ơi, sao bà không đi tìm con lai Mỹ của bà đi? Thì bà Út trả lời là bây giờ tôi già rồi, tôi thì cuộc sống khó khăn, nghèo khó, cho nên là
họ không có biết đường đi tìm. Thì quý vị khán giả biết là cách đây 3 năm, những người hàng xóm đó, người ta thấy vậy, người ta có chụp hình của bà Út với cái thông tin như vậy đó, họ chia sẻ trên Facebook cá nhân. Nhưng mà quý vị thấy là Facebook thì hầu như là nó không rộng rãi bằng trên YouTube. Và 3 năm trời thì cũng không có ai liên lạc và cũng không có cái thông tin. Và rất may mắn là tiếp theo đó thì em hàng xóm á, em cũng tiếp tục gọi cho các anh em YouTube để xuống trực tiếp quay như thế này. Thì đây là một cái thông tin và cực kỳ hiếm và cực kỳ bổ ích. 3 năm trời em kia cũng lặn lội đi tìm kiếm đăng thông tin, mà vì lúc thời điểm đó thì em cũng không biết gọi các anh em YouTube, cho nên đăng Facebook thì biết khi nào mà người ta đọc được, cho nên cái thông tin đó nó không rộng rãi. Tới ngày hôm nay thì hy vọng lắm luôn, bà Tư nói tôi hy vọng 99%, còn mẹ Út thì mẹ nói là cái linh cảm của mẹ Út nói là anh ca sĩ Randy là con tôi, mỗi lần mà tôi xem truyền hình tôi thấy là tôi cứ khóc hoài và tôi nhớ con. Đó là một cái điều rai rứt mà tất cả những người phụ nữ Việt Nam, kể cả thế giới, khi một phút chốc nào đó, đôi khi cái hoàn cảnh họ bế tắc, họ phải đành lòng gửi con mình cho một người khác nuôi. Đó là một điều mà đau đáu mấy chục năm trời, và tới hôm nay là tuổi già 79 tuổi, mẹ Út vẫn còn minh mẫn sáng suốt để nhớ lại câu chuyện và mong muốn tìm con mình, tìm lại cái người con mà mẹ đã sinh ra trong thời loạn lạc chiến tranh. Và nhiều khán giả cũng khẳng định tôi có linh cảm ở đây là mẹ Út với anh Randy là mẹ con. Thì quý vị khán giả thấy là tất cả ai cũng thương mến anh Randy. Và nhiều khán giả nhận xét rằng là anh Randy có cái nét giống mẹ hơn, giống người Khmer hơn. Tại vì mẹ Út là người dân tộc Khmer, và anh Randy thì người lính Mỹ, ba là người da màu, lính Mỹ da màu. Cho nên là giữa hai người thì khán giả nhận xét là anh Randy nếu như phải là bà Út là thì có cái nét giống bà Út hơn, tại giống người dân tộc Khmer hơn. Và nhiều khán giả thì thấy anh Randy thì giống người Mỹ da màu đó, thì kết hợp cả hai, tại vì hai người dân tộc Khmer và người lính Mỹ da màu đều cùng tương tự màu da, cho nên là anh Randy có thể là giống cả mẹ và ba. Và cái điều này thì chúng ta thấy là cái tên, có nhiều khán giả nói là cái tên ông Chem gì đó, thì xem hỏi lại có phải là ba của anh Randy là tên Chem hay không. Thì bây giờ nếu mà đi vòng vòng qua nữa thì xa lắm, thì sắp tới sẽ đi xét nghiệm ADN giữa mẹ Út và anh ca sĩ Randy. Và anh Randy ảnh xét nghiệm nhiều lần rồi quý vị khán giả, từ đó giờ xét nghiệm rất là nhiều lần, cho nên cái mỗi lần như vậy thì anh cũng chia sẻ là rất là hồi hộp khi chờ đợi kết quả. Tại vì các bà mẹ có những cái thông tin trùng khớp là có sinh em bé da màu và đặt tên Trần Quốc Tuấn như vậy, thì mỗi lần xét nghiệm là bà con, quý bà con từ khắp mọi miền đất nước, kể cả hải ngoại, hướng về câu chuyện đi tìm mẹ của anh Randy đều hồi hộp. Và bà Tư là cái người trong cuộc đưa mẹ Út đi sinh, bà nói mong có cái kết quả sớm sớm, xét nghiệm sớm sớm đi, chứ tôi quá hồi hộp. Thật sự mà nói, anh em YouTube cũng như là người trong cuộc thì cũng rất là hồi hộp tương tự như vậy, chờ kết quả. Khi mà bắt đầu gửi mẫu đi xét nghiệm rồi đó, chờ từng ngày quý vị khán giả, chờ ngày hôm nay rồi ngày mai, ngày mốt, coi như là đếm từng ngày, đếm ngược 8 ngày, 7 ngày, 6 ngày, đếm cho tới cái ngày mà có cái kết quả. Khán giả cũng trông chờ. Phương Văn nhiều lần trước cũng chia sẻ hôm nay là chúng ta chờ đợi thêm 3 ngày nữa, thì khán giả nói trời ơi em ơi bây giờ chờ đợi sao nó hồi hộp nó lâu vậy. Thật sự mà nói chúng ta chờ đợi một cái gì đó nó hết sức là nó hồi hộp và nó thấy nó lâu ơi là lâu luôn á. Thì ngày hôm nay Phương Văn chia sẻ thông tin thêm cho quý vị khán giả để theo dõi câu chuyện này. Và ai cũng cầu nguyện, mong trời Phật và cầu nguyện Chúa, tất cả những người thương yêu anh Randy đều cầu nguyện cho đây là một cái thông tin cuối cùng để cho anh Randy tìm lại mẹ ruột của mình. Nếu như mà kết quả trùng khớp
thì phải nói là niềm vui vỡ òa cho người trong cuộc cũng như là tất cả những người ở Việt Nam đã từng theo dõi cũng như là trên thế giới đã theo dõi anh ca sĩ Randy hành trình đi tìm mẹ mấy mươi năm trời. Đây là cái niềm vui vỡ òa không thể nào diễn tả được. Thôi thì quý vị khán giả hãy đăng ký và tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Phương Văn sắp tới sẽ chia sẻ cái thông tin về mẫu xét nghiệm ADN giữa mẹ Úc với anh Randy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần câu chuyện của Phương Văn chia sẻ. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.